Mình sẽ chia sẻ cách trồng lại hoa lan hồ điệp nhé. Khi mà chơi Tết xong ấy thì mình sẽ trồng lại cái lan này để Tết năm sau mình lại có lan chơi nhé. Trước tiên là các bạn sẽ cắt cái ngồng này đi, để dài từ 3 đến 5 cm, không cắt ngắn quá để nếu mà có thối thì nó sẽ không ảnh hưởng đến phần thân ở dưới. Và cắt mép kéo thật là dứt khoát để nó không vào lá nhé. Và sau đó chúng ta sẽ bỏ hết cái bầu này đi. Đây các bạn thấy rễ nó rất là xanh đúng không ạ? Giờ mình bỏ hết cái bầu này ra. Và hôm nay mình trồng cách này là mình không cần phải bỏ hết giá thể, mình chỉ bỏ một phần thôi để khi mà trồng thì nó không bị úng nước. Và các bạn cắt đi những cái rễ mà nó bị thối thì các bạn bỏ đi. Đây. Đấy. Chúng ta chỉ bỏ một phần giá thể đi thôi để nó không bị tổn thương giá thể nhiều quá, để nó sẽ không bị chột cây. Khi mà chơi Tết xong thì cành lan nó sẽ dễ bị hỏng ấy, nên có những cái lá mà nó bị hỏng thì các bạn nhớ bỏ đi nhé, hoặc là lá bị dập thối bỏ đi. Đấy, xong cái này rồi bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng đặt vào chậu. Hôm nay mình sẽ trồng một cái chậu này 3 cây, nhẹ nhàng các bạn đặt vào chậu này và mình cứ làm những cái khác tương tự như vậy nhé. Đây, những cái lá mà nó già nó hỏng thì chúng ta sẽ cắt đi. Cứ làm như vậy đến hết nhé. Mình trồng cách này rất là đơn giản thôi, không cần phải bỏ hết giá thể nhưng vẫn phải bỏ bớt thì nó sẽ không bị úng. Và cái cây này chăm sóc rất là dễ, các bạn một tuần các bạn tưới nước 2 lần thôi. Và nếu hôm nào nó mưa dầm cả một tuần trời thì các bạn lưu ý là các bạn để cây vào bên trong mái hiên nhé, để cho nó không bị nước ngập ấy, úng ấy. Còn nếu mà trời nó bình thường thì cứ một tuần các bạn tưới nước 2 lần để không lo bị úng. Đấy, chỉ bỏ như vậy thôi. Những cái lá hỏng những thứ thì chúng ta bỏ hết đi. Cái lá này nó già nhưng nó chưa bị nhũn thì mình cứ để. Để đây, sau chúng ta xếp lại và chúng ta cho giá thể chung quanh. Ở dưới này thì các bạn cho mình một ít xốp để cho nó thoát nước nhé. Còn các bạn có thể là cho than củi cũng được. Than củi thì nó cũng dốc nước để cho nó không bị úng ở dưới. Còn xung quanh thì mình nếu có vỏ thông thì cho vỏ thông, không thì chúng ta sẽ tận dụng luôn cái này, cái sơ dừa này chúng ta trồng không làm sao cả. Chúng ta cứ tưới nước như mình nói, không tưới quá nhiều nước, chỉ để giữ ẩm thôi, một tuần tưới 2 lần ấy, thì đảm bảo cái cây này nó sẽ không bị thối. Và nhớ là nếu vào mùa mưa thì chúng ta nên để vào mái hiên để cho nước nó không ngập úng thì nó sẽ thoát được nước, thì cây của chúng ta nó sẽ không bị úng và nó thối. Hồ điệp này nó rất là ưa nước nhưng mà nó lại không nhiều quá, nhiều quá là nó úng và thối. Thế nên dễ chúng ta phải để nó thông thoáng, nhưng chúng ta không cần thiết thông thoáng quá. Thông thoáng quá thì nó thiếu nước thì nó sẽ héo cây á. Đấy, như mình bỏ khoảng 2/3 cái phần giá thể đi. Đây là người ta trồng trong cái nhà kính thì người ta để rất là nhiều giá thể giữ độ ẩm, về một tuần người ta tưới nước 1 lần. Đó. Nhiều người ta kiểm soát được lượng nước, nhưng mình trồng ngoài trời thì mình phải bỏ bớt ra vậy. Và bây giờ mình sẽ xếp vào nhé. Các bạn nhẹ nhàng, các bạn xếp vào cho mình. Đây, cái phần giá thể này thì mình sẽ cho ít xốp ở dưới này. Đấy, như người ta cũng cho xốp để cho nó thông thoáng. Đấy, các bạn giải nó xốp ở dưới và một ít rêu, cái phần rêu rêu nó sạch nhá, những phần mà có dễ thối thì các bạn đừng giải. Và giờ các bạn trồng nhẹ nhàng đặt rễ nó lên, chúng ta xếp chung quanh trước để cho nó không bị dập cây, sẽ cao lên nhé. Riêng trồng lan ấy thì cho các bạn phải trồng cao lên, cái rễ nó phải ở trên, cái rễ nó phải ở trên, giá thể ở dưới để cho nước nó thoát, nó không bị úng, nó không bị thối. Hôm nay mình trồng cái chậu to này 3 cây để Tết mình sẵn chơi luôn, mình không phải sang chậu nữa. Đấy, trồng thì rễ nó phải nổi lên trên như này, riêng lan chúng ta phải trồng như vậy, loại lan nào cũng vậy, chúng ta phải trồng rễ nổi lên trên. Trồng nhiều rêu như này thì chúng ta nhớ là một tuần chúng ta chỉ tưới nước 2 lần thôi. Và tưới, nếu các bạn không có thời gian, tuần tưới nước 1 lần thôi và tưới thật là sũng cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ
cho chung quanh hết. Đây, chúng ta sẽ trồng lên như này nhá. Và các bạn lưu ý là chúng ta tưới nước ấy, tưới nước vừa phải thôi. Nếu mà một tuần chúng ta tưới nước một lần thì tưới sũng một lần, còn không thì chúng ta cứ tưới nước vừa phải thôi. Và 3 ngày tưới nước một lần thì tưới nước vừa phải để cho nó không bị úng. Và nhớ là trồng cái rễ nó phải nổi lên trên như này. Khoảng 1 tháng sau là rễ mới nó sẽ ra và nó sẽ bám vào, lúc đấy chúng ta sẽ bổ sung thêm phân nhé. Còn B1, B biết phân viết các thứ. Còn hiện tại giờ thì chúng ta cứ để như này cho cây nó hồi và tưới nước vừa phải để nó giữ ẩm thôi nhé. Không phải tưới nhiều quá đâu ạ. Giờ mình treo lên. Và mới đầu trồng như này thì các bạn để chỗ râm mát và có mái tôn, khoảng 1 tháng sau các bạn cho ra ngoài trời. Còn bây giờ thì cứ khoảng 1 tuần cho ra vài buổi thôi, chứ không cho ra ngoài trời nắng quá thì nó sẽ dễ chết cây, để cho cây nó hồi cái đã. Cứ cho gốc cây là hợp lý nhất ạ. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây. Đây, cách trồng lại hoa lan hồ điệp ấy ạ. Cái cây này rất dễ trồng nhưng cũng rất là khó vì nó dễ bị thối nhũn ấy, dễ bị dập lát. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này đây.